có tay thật lớn dành cho top thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay ạ. Phải nói là một tiết mục quá xuất sắc và mang lại những cảm xúc rất là tuyệt vời dành cho không chỉ riêng những người biết nghệ sĩ biểu diễn ô tô ở trên sân khấu mà còn dành cho tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở bên dưới nữa. Thì không biết là Thoại My, thì hồi buổi chiều này Thoại My là một người đã từng rơi những giọt nước mắt trong cái quá trình rehearsal, thì không biết là cảm xúc của em khi hát bài hát này là như thế nào My ha? Dạ thì thật sự nói về cái bài hát này là nói về cả cuộc đời của em đó quý vị. Thật sự là nói về Thoại My chỉ mới vào nghề tập dựng đây có mấy năm thôi chứ không được nhiều đâu quý vị ơi. Nhưng mà cả một cái vấn đề khi mà đứng lên sân khấu này nó rất là chuyên nghiệp. Thứ nhất, thứ hai là kinh nghiệm của sân khấu của em nó không được nhiều, mà trải qua sóng gió từ những cô nào nhỏ mới bước chập chững như nào thì thôi quý vị. Mà cái bài này nó mang hết cái nỗi lòng của một cô nào xa phương quý vị. Quý vị có hiểu là em xa nhà đến mức mà mấy năm trời em chưa bao giờ làm gì cho nhà cho ba mẹ. Xin được cảm ơn và chia sẻ với cảm xúc như thế này của bạn thí sinh Thoại My rất là nhiều. Và cảm ơn giọng hát của cả Thái Trung và Phong Linh nữa, rất ngọt ngào luôn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm lựa chọn nhạc công cho phần thi lô tô tiếp theo. Rồi bây giờ bạn sẽ mở phía tâm ra để biết nhạc công nào sẽ hỗ trợ cho nhóm thí sinh của mình nhé. Là nhạc công, anh nhạc công Úc Trương ạ. Xin mời anh Văn Úc Trương quay trở lại sân khấu trong vai trò nhạc công dành cho team thí sinh đầu tiên. Hy vọng các bạn sẽ cố gắng hết sức để thể hiện phần thi đầu tiên này của mình. Quý vị ơi, bạn xin lỗi các bạn. Trước khi mấy bạn mà thi đó, bạn có thể bàn với đối trước là các bạn muốn dành cho chỗ nào, muốn hát cái gì, muốn dự đoán làm sao. Bàn cho đối trước, khi mình chọn xong mình được bàn một chút xíu. Xin hỗ trợ cho các bạn để mời các bạn một bé thi các bạn. Kính thưa quý vị khán giả, thì ngay bây giờ các thí sinh chúng ta sẽ có một vài phút ngắn ngủi để có thể bàn với nhạc công làm sao cho cái việc của mình hát nó muốn nhất, nó bắt chung nhất với nhau. Đặc biệt là đây là phần tốt xin đầu tiên nữa, các bạn sẽ rất là áp lực. Mà quý vị khán giả cũng có thể hiểu rằng chỉ có trong một cái beat lô tô thôi mà các bạn thí sinh mỗi người sẽ làm một màu sắc khác nhau, phải làm sao nổi bật cái màu sắc của mình nhất có thể trên cái nền nhạc đó. Đó là một cái điều rất là quan trọng, mà làm sao nữa phải ra con số thật sự là tròn trịa để cho quý vị khán giả nghe thật rõ và thật hay cái con số của mình như ra. Thì đó là camera đang chỉa giữa chị và nãy giờ chứng kiến chị ăn hai trái xoài rồi. Mình có thể nào nhẹ nhẹ lại từ từ thì từ giờ tới cuối còn gài nó được ăn xoài nữa nha. Rồi kiểm soát lại chút nha. Dạ và quý vị ơi, thì các thành viên của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời đã phục vụ vé cho tất cả quý vị rồi. Mà quý vị nào mình đi xa đến trễ đó, mình có cần thêm vé thì chỉ cần giơ nhẹ một ngón tay lên thôi, thì các anh chị em sẽ đến tận nơi phục vụ vé cho mình luôn ạ. Trước phần thi dành cho các bạn thí sinh ạ. Và ngay bây giờ các thí sinh chúng ta đã sẵn sàng với phần thi Lô Tô. Xin mời các bạn. Và quý vị mình ơi, ai đã có vé trên tay cùng hướng mắt về sân khấu, bắt đầu giờ số của ai chưa có vé vui lòng nhất nghề cái tay ngọc kia nga bụng mình lên để nhân viên của chúng em có thể thấy được những tay ngọc vip và đã chào phục vụ đến phục vụ dòng loại kế nếp về nhà quý vị ơi. Đây có thương thì thương cho chó, có gọt thì gọt cho sâu, có bào thì bào cho lắm, có được cái sọc như sọc đam tội nghiệp lắm em nha quý vị mình ơi. Và là cái chiếc trong tay trên tay rồi, cùng hướng mắt về sân khấu bắt đầu giờ số trong lại đi mọi người và năm lần hoàng linh bãi chung phía trước các bạn cùng với các bạn nhiều may mắn. Gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây cái mấy, gì đây mấy, gì đây mấy, gì ra lắc lắc mà nghe yêu còn mở ra, còn ra con mấy một chỗ. Gì đây cái mấy, gì đây mấy, gì đây gì ra số gì đây, gì đây số gì ra mấy, gì đây mấy, gì đây mấy, cô mắt có biết còn hay trở lại đây, trở lại đây mà còn chú đây kia kêu số số nào còn mấy mấy, gì đây số gì đây mấy, gì đây nếu chúng là đời cho không chúng là trời, nếu chúng là trời cho không chúng là trời, nếu chúng là trời cho không chúng là trời, nếu chúng là trời cho không chúng là trời.
chị thì vì 20 ly, vì ai mới có